bạn có ý tưởng tôi chế tạo. Thì đơn giản thôi, mình sẽ lấy cái ý tưởng của các bạn và sau đó phát minh ra. Và các bạn có những ý tưởng nào hay thì đừng quên bình luận phía dưới nha, để tập sau tôi có thể làm những cái ý tưởng đó hay hơn và rất là nhiều đó. Hiện tại tôi chỉ mới tìm được một vài ý tưởng hay thôi, cho nên các bạn có những ý tưởng nào hay thì đừng quên bình luận phía dưới nha. Và bây giờ thì để tôi đọc bình luận đầu tiên nè. Anh ơi, anh hãy chế tạo một con bé bằng block đi. Cái này cũng được, nè. Được rồi, chúng ta tiến hành ngay thôi. Được rồi, ăn đi gà ơi, cho chóng lớn nè. Việc đầu tiên muốn tạo ra một con bé sống thì chúng ta phải cần một DNA con vật sống. Lồng nanh nó kìa. Bắt mày nè. Ôi, có lồng nanh rồi. Đi thôi mấy em. Bye bye. Thứ hai, chúng ta phải cần đá đỏ. Đá đỏ này, lấy trời. Ý, quá trời đá đỏ luôn. Như vậy thì chúng ta có thể chế thiệt là nhiều cái thuốc. Và cuối cùng chính là thuốc hồi máu các bạn ơi. Chỉ với ba cái công thức này thôi, chúng ta có thể chế tạo ra một con bét bằng block. Thôi được rồi, bây giờ tôi sẽ quăng vô cái nồi nè. Hãy cho quăng cái thuốc này nè, hồi máu vô, quăng cái đá đỏ vô, quăng một xíu nhiều xíu. Và cuối cùng là DNA của vật sống, đó chính là cái lông lách con tàu gà nè, để tôi quăng vô nè các bạn ơi. Quăng vô nè. Đây rồi, trời ơi các bạn ơi, tôi xin giới thiệu đây chính là cái thuốc mà tôi mới chế được, thuốc mà tạo ra tất cả block thành con bé. Được rồi, để tôi ra test liền cho nó nóng hổi nè. Được rồi, tôi ví dụ để test cái block đất rồi xem cái block đất này nó có tạo thành một con bé của mình không nha. Được rồi, block cỏ rồi. Được rồi, bây giờ tôi sẽ biến block cỏ này thành bé của tôi. Hãy cha. Ủa đâu rồi, đâu rồi. Các bạn ơi xem nè, đúng thiệt sự rồi, con bé bằng đất nè. Trời, nhìn nó cu té chưa, trời cái mặt nó dễ thương. Ủa nó đi theo tôi. Ôi trời ơi, nó còn đi theo tôi, nó chờ, nó nghe lời của em. Nếu vậy thì tôi thử cái block sỏi này coi. Được rồi, biến nè cha. Ủa, đang làm gì vậy? Đang làm nè. Chị đang bị xem nè. Em đang thí nghiệm những cái ý tưởng các bạn fan đó. Đây chính là những cái bed block này đó đi em. Nhìn nó dễ hơn không? Dễ thương quá trời luôn. Hay là bây giờ em làm cái block này thành cái block bed tím đi. À, em bed mình block một tím à. Đừng bed block nè. Được rồi, chuẩn bị nè, chuẩn bị nè. 1, 2, 3. Yeah. Ôi, được luôn nè. Đó, thấy chưa? Dễ thương trời. Trời cưng quá trời, đây em tạo mấy con bed này nè, Chà. Ôi, sao mấy cái block big đi vậy? Trời ơi, đây chính là thí nghiệm của tôi đó giáp. Đây chính là do ý tưởng của các bạn fan tạo nên đó. Và tôi chỉ sáng tác ra những cái gọi là ý tưởng đó thôi. Xin không? Cho tôi mượn đi. Ôi, cái gì? Mượn vậy? Tôi nghĩ là không nên cho người lạ mượn cái thí nghiệm của tôi là không có được đó nha. Trời ơi, không được mượn á. Vậy tôi sẽ thủ lực đó nha. Ê, gì vậy? Trời ơi, cái thằng giác nó. Trời ơi, tức thiệt chứ. Cái thí nghiệm gì nó cũng tới, nó cũng tạm lấy của tôi hết á. Trời ơi. Sao Huy nó cứ lẹ đi. Chết rồi các bạn ơi, bây giờ làm sao đây chứ. Tôi có ý tưởng này. Hay bây giờ tôi triệu hồi ra nhiều quân đoàn bed block của tôi, sau đó là cho nó tấn công thằng Jack. Sao ta, không được, cũng được à. Ok, được rồi. Nãy thì tôi đưa nhưng mà Jack ơi. Vậy thôi hả, đưa lẹ đây. Ok, tôi đưa nhưng mà đầu tiên là tôi muốn tạo miếng bed của tôi đã. Được rồi, tạo ra nhiều miếng bed sỏi nè các bạn. Trời ơi, nhiều binh đoàn quá. Ok, anh đưa hả. Nhưng mà bây giờ tôi không muốn đưa. Để được rồi, bét lắm ơi, tấn công Jack đây. Nó bắt đầu tấn công rồi. Quay cái nó chạy nó tấn công rồi. Ôi trời, đập Jack một phát rồi xỉu luôn. Trời ơi, mấy con bét lắm này nó nghe lời thiệt chứ. Con bét này vừa mới dạy cho chị có 2 con thôi. Ok, cũng được rồi. Để em chịu hồi 1-2 con nữa, chờ em đi theo chị nha. Rồi, tao là hãy cho, Ok, trời ơi, nhìn nó vui kìa, như là ba mẹ vậy đó. Trời ơi, ba mẹ đang dắt con đi chơi kìa. Thôi được rồi, bây giờ hả, để mình nghĩ coi con này có thể làm được cái gì ta. Mình mới có ý tưởng này hay nè. Hay bây giờ mình qua nhà thằng Jack, mình phá nhà nó đi, tại hồi nãy nó cũng phá mình mà. Được rồi, tới nhà Jack rồi nè. Muốn cái gì hả, ông mới muốn gì đó. Hồi nãy ông dám cho tôi hả. Được rồi, tôi có ý tưởng này hay nè. Bây giờ binh đàn bé đây, bưng cái căn nhà của Jack lên đây. Lên đây. Đúng rồi, nó chuẩn bị vô bưng nhà kìa. Ôi ôi kìa, tôi cảm giác rung quay. Ôi trời, nó bưng thiệt được nè. Anh Jack nó lạ trong vô vọng kìa các bạn. Ôi trời, mấy con này bưng nhà của anh Jack lên. Thôi được rồi, bây giờ thì dùng nhà Jack xuống nước đây mấy con bé đây. Bưng đây, ôi trời ơi, xuống kìa. Xuống nước luôn rồi. Thôi tạm biệt Jack nha, tụi này mạnh quá các bạn. Đúng là con bé mà nó nhỏ xíu mà nó mạnh tuyệt chứ các bạn ơi. Thôi nhưng mà bây giờ để tôi thử những cái con bé khác ngoài bé tỏi lại đất coi các bạn. Tôi thử bé lá coi. Ấy cha. Có bé lá nè. Giờ hỏi thêm mấy cái bé lá này nè. Cha. Còn cái block này để tôi thử không ta. Ủa cái này là cái gì vậy? Như tôi nhớ là cái này là cát linh hồn không ta. Cũng được, để tôi thử chịu hồi con này ra cử coi. Ấy cha. Ủa rồi. Ôi trời, cái gì chứ, là con cát linh hồn. Cái gì? Cái gì? Cái quái quỷ gì vậy? Ôi trời. Con bé của tôi nó đánh chết rồi. Sao tự nhiên nó chịu hồi thành nhiều con này. Ê, đừng nói là nó lại biến những cái con bé của mình thành những cái con quái gì đó nghe. Ê mà khoan đã, tôi nhớ rồi, nó chính là cát linh hồn mà, thì bên trong nó chính là những cái linh
Ôi không xong rồi, hình như là nó bắt đầu tấn công mình rồi. Chết rồi, nó đánh tôi rồi. Trời ơi, không xong rồi, trời ơi. Tôi lây gây lên chuyện gì thế nè. Trời ơi, không xong tôi rồi. Trời, mặc dù cái thuốc cũng rất là xịn đó, nhưng mà hả, những cái con quái vật khi mà tôi biến những cái block khác cho thì tôi không biết nó sẽ như thế nào. Cho nên là thôi, cái để tạm cái thuốc này ở đây hãy cho. Được rồi, bây giờ chúng ta sẽ đến với thí nghiệm tiếp theo, đó chính là anh Huy nó bay, anh hãy thử làm kính nhìn xuyên thấu đi. Ồ, cái này cũng được nè, nhưng mà tôi sẽ làm kính nhìn xuyên thấu rất là xịn đó nha. Việc đầu tiên là chúng ta phải cần một cái mắt kính trước các bạn ơi. Đó, được rồi, bây giờ kiếm ở đâu ta? Có ai thơm giúp tôi bò bơi đồng với tôi sống quá ngày nữa. Trời ơi, giúp à. Được rồi, đây, tôi có vài đồng này, đây, tôi cho ông nè, đó, một vài đồng đó. Ôi ôi, cảm ơn cậu càng cái trẻ nha. Chắc là tôi mua mắt kính của ông nha, cảm ơn. Chúng ta có mắt kính rồi các bạn ơi. Bây giờ chúng ta sẽ cần vật liệu tiếp theo, đó chính là hai nguyên liệu còn lại chính là thuốc phát sáng và thuốc nhìn trong bóng tối các bạn ơi. Đó, chúng ta kết hợp với cái mắt kính này thì chúng ta có thể có được cái mắt kính nhìn xuyên thấu đó. Được rồi, bây giờ để tôi bỏ hai cái thuốc này vô nè, đó, bỏ hai cái thuốc này vô, sau đó là tôi quăng cái mắt kính này vô nè. Hãy cha. Nó đang có phép thuật kìa. Rồi, sắp rồi. Ôi, đây rồi, kính nhìn xuyên thấu. Tôi xin giới thiệu. Ôi, nó có cái đường đỏ để chúng ta có thể biết là nó đang nhìn hướng nào nè. Được rồi, để tôi đi ra ngoài sau tôi đeo cho thử cái coi. Cái này có thể giúp chúng ta nhìn những cái quặng như là quặng kim cương nè, vàng nè, sắt nè, tất cả các loại quặng luôn. Được rồi, để bây giờ tôi đeo vô thử để xem nó có như sự thật không nha. Nè, hãy cha, đeo vô nè. Cái con mắt của mình kìa. Ôi, bây giờ nó đã đeo đi cái laser. Sao nhìn xuống dưới có cái gì không nè? Ủa, không thấy, chưa thấy gì. Ủa, tôi mới thấy gì. Đây nè, đây chính là những cái quặng kìa các bạn. Đó, thấy chưa, thấy chưa? Tôi thấy nè, ở đây hình như là quặng vàng nè, bên đây là quặng kim cương nè, vàng nè. Đó, trời. Ui, nhưng mà lâu lắm nó không nhìn thấy nha. Có một số nó hơi lỡ lõi nhưng mà không sao. Tôi đã thấy được quá trời quặng luôn. À, để bây giờ tôi lấy cái cúp tôi đào xuống thử xem có không nha. Được rồi, đào xuống thử nào. Ủa, xuống chưa ta? Chưa thấy ta. Ôi, chà. Đúng thiệt nè, tới rồi. Kim cương. Trời ơi, đúng là cái này nó có tác dụng thiệt sự luôn á. Ờ, được rồi, để tôi đào xuống ra, xong tôi đem lên tôi cất cái coi. Được rồi, lên nè, lên nè. Trời ơi, tao đang thí nghiệm cái gọi là cái kính của tao nè. Đây chính là kính nhìn xuyên thấu đó. Ủa đâu, mày xạo đúng không? Tao không tin mày. Để không tin, không tin thì cho mượn nè. Được rồi, cởi ra nè, đó, cho mày đeo thử. Ủa, để okay. Mày biết liền nè, đó. Bây giờ mày đeo, đúng rồi, nhìn xuống dưới đây. Bây giờ mày có thể thấy được nhiều khoáng sản lắm luôn đó. Ủa, luôn nè. Ui, ở dưới quá trời khoáng sản luôn. Đúng rồi đó, đúng rồi đó. Ủa, mình đang đi đúng đường không vậy trời? Ủa, trời ơi, nhìn đúng rõ nét luôn. Đất ơi, trời ơi, tiền ra là thằng tao gà nó sử dụng kính nhìn xuyên thấu đi. Để để làm cái gì hả? Ôi trời ơi, nó thấy có vấn đề rồi đó. Ôi, mày kỳ quá à, đi chỗ khác nha. Ôi trời ơi, cái gì? Không thể tin được, đang nhìn cái gì đó hả? Tô gà đi. Có nhìn gì đâu? Ôi trời ơi, chết mày rồi, tô gà rồi, tới số rồi. Ôi xong tiêu đời mày rồi, tao gà. Ôi trời ơi, chị đang cưới nguyên một con khổng lồ. Ôi trời ơi, trời ơi, tôi không làm gì cũng bị kẻ ra bị chích cho vài cái nữa. Bây giờ xưng tay xưng chân rồi. Thôi được rồi các bạn ơi, chắc tôi làm một cái cuối cùng thôi. Đó chính là anh Huy nó bơi, không biết trong Minecraft nó có cái thuốc tiền không. Hả, thuốc tiền là thuốc gì? Ơi đừng nói là bạn này muốn là làm cái thuốc mà khi mà mình đổ vô cái gì đó là nó biến thành tiền đó nha. Trời ơi, tôi đọc suy nghĩ của bạn luôn rồi. Thôi được rồi, nếu các bạn muốn làm cái đó thì công thức này nó cũng đơn giản thôi. Chúng ta chỉ cần một cái thuốc độc và một cái cục tiền các bạn ơi. Tại vì thuốc độc á là cái thuốc nó sẽ lây lan ra, nó sẽ ngấm qua cơ thể, ngấm tất cả mọi thứ hết. Cho nên là cái thuốc độc nó sẽ có tác dụng lây lan. Và cái này là cái đồng tiền các bạn. Tôi sẽ kết hợp hai cái này lại thành là thuốc tiền liền á các bạn ơi. Để tôi thử nè. Hãy cha, tiền nè, bỏ tiền vô, sau đó là bỏ cái thuốc này vô. Hãy cha. Được rồi, nó bắt đầu có hiệu nghiệm cái đó. Nó bắt đầu có thuốc nào. Đây rồi, chính là cái thuốc tiền nè. Các bạn có thấy không? Cái thuốc này ở dưới nó chính là cái hình cái tờ tiền đó các bạn. Trời ơi, lấy tôi nhặt lên nè. Trời, quá đẻ. Thôi được rồi, để bây giờ tôi cầm cái thuốc tiền này để tôi test thử coi. Để ví dụ như tôi quăng vô cái cục đất này. Hãy cha. Nó sẽ ăn block sâu đó nên nó sẽ hóa thành tiền rồi. À, để tôi thử cái nhà của tôi. Ấy chà, ôi giời, nó dính ngay đâu luôn rồi. Ấy chà, đó, ra tiền. Các bạn nào có thích cái thuốc tiền này giống tôi em đừng quên bình luận phía dưới nha. Tụi tôi chắc chắn là ai cũng thích hết trơn á đó. À, để coi mấy cái block nào nhìn nó cùi cùi á, xong tôi đó tôi sẽ biến nó thành tiền và tôi sẽ lấy tiền tôi mua những cái vật dụng trong nhà hoặc là mua một căn nhà mới luôn á. Giống như mấy block đất này. Ấy chà, ấy chà, ấy chà. Trời ơi, chị đã bị mạnh tay quay. Cái gì vậy? Sao nhà Huy nó ấu dịu vậy? Xin trời chào. Khi nào mà mày thành tỷ phú vậy Huy nó bơi giàu. Tao
có một bí quyết nhỏ, đó chính là cái này đây. Đây chính là thuốc tiền. À, thuốc tiền là sao? Là như thế này nè, tao có thể biến một cái block thành cục tiền. Hãy cha, mày nhìn nó đây nè. Đó, nó thành tiền nè. Tao lụm. Trời ơi, phải liền. Ủa, Uy Nấp, tao có ý kiến này. Mày đã bao giờ thử hả, quăng thuốc tiền vô tiền một lần nữa chưa? Cái gì? Quăng thuốc tiền vô tiền hả? Có khi nó sẽ thành tiền vô tận đó. Cái gì tiền vô tận á? Nghe cũng hay đó. Có được ta? Tiền đây, bây giờ mày quăng vô thử coi, nhiều khi là giàu to đó. Được rồi, vậy để tao thử quăng vô nha. Nếu vậy chúng ta sẽ có vô tận tiền luôn đó. Ở đây để mình thử nè. Hay cha. Ôi, wow. ôi, nó ra tiền thiệt kìa, nó ra tiền thiệt kìa. Vậy chúng ta vô tận tiền rồi. Rồi tao có thể chia sẻ cho mày, tại mày cũng có ý tưởng hay đó. Ê, tao cảm thấy tiền nó bắt đầu nó ra nhiều hơn cho tao. Ôi, cái gì mà nhiều dữ vậy? Nhiều quá vậy. Cứ nhân lên vậy là nó ngập nhà mình luôn đó. Chết rồi, tao thấy cậu mỗi ai dừng nhiều cái tiền này lại đi kìa. Tao phải dừng lại, tao phải dừng lại. Sao tao làm được vậy? Ôi, tao thấy cậu mỗi rồi tao đây. Mày chết rồi, tướng gì? Bắt đầu sai lầm rồi. Nhắc đến những cái triệu phú thì mình cũng có làm một video về một block triệu phú đó các bạn hãy bấm vô xem nha. Video một block đó khá là hay á. Và các bạn đừng quên là bình luận phía dưới những cái ý tưởng hay để mình có thể bỏ vô mày đó mình làm nha các bạn ơi. Còn bây giờ thì cũng xong rồi, tôi mới chạy còn cái lại xin tối này trước khi cái tiền nạp tôi mất.